chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 2 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Huyện ủy Văn Giang tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tiện ích khi sử dụng bảo hiểm y tế điện tử trong khám chữa bệnh. An ninh trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định trong dịp Tết Dương lịch. Nỗi lo mất an toàn vệ sinh thực phẩm từ hàng quán trước cổng trường. Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Giang cần đi đầu trong đổi mới tư duy hành động để phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, sớm trở thành đô thị loại 2 với tính chất trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, giáo dục đào tạo của khu vực. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do huyện ủy Văn Giang tổ chức sáng nay. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận biểu dương sự đóng góp quan trọng của huyện Văn Giang trong những thành tựu nổi bật mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong năm 2023. Đặc biệt, với vai trò là một trong ba đầu tàu kinh tế của tỉnh, sự phát triển của huyện Văn Giang có tính chất động lực dẫn dắt đối với sự phát triển chung của tỉnh. Thì đây là một cái điểm rất quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta đạt ở mức cao. Giá trị sản xuất là tăng 16,2%. Đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo của huyện Văn Giang hiện nay đang ở mức rất là thấp, khoảng 0,39%. Thì năm 2023 thu ngân sách cũng đạt trên 16.000 tỷ, chiếm 50% thu ngân sách của địa bàn tỉnh. Điều ấy cho thấy là những cái giao dịch kinh tế và quy mô kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và đang được tập trung ở huyện Văn Giang này là rất lớn. Bây giờ nói nếu mà cơ cấu kinh tế thì Văn Giang không còn là huyện nông nghiệp nữa, bởi vì là chỉ có gần 8% nông nghiệp thôi mà. Cơ cấu này là cơ cấu mẫu mực cho một thành phố, cho đô thị đây. Sản phẩm bình quân đầu người là 125,2 triệu, đây là mức cao hơn mức bình quân của cả tỉnh là 112 triệu đồng một đầu người, và cũng cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 102 triệu. Đặc biệt là giá trị sản xuất trên 1 hecta đất canh tác của Văn Giang vững vàng xoán ngôi đầu tỉnh với giá trị là 442,8 triệu đồng trên 1 hecta. Hạ tầng giao thông của huyện Văn Giang cũng đang phát triển rất là mạnh, đồng bộ và có sự liên kết rất là chặt chẽ với hệ thống giao thông của quốc gia cũng như là của tỉnh, kết nối toàn diện với thành phố Hà Nội, triển khai một số các dự án khu đô thị mang chất đột phá trọng điểm của tỉnh ta, bóng dáng của hạ tầng kinh tế xã hội gọi là của đơn vị hành chính đô thị hình thành rõ nét hơn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thì rất tốt, đạt kết quả rất tích cực và toàn diện. Đến nay chúng ta chỉ còn có 3 xã nữa là chưa đạt nông thôn mới kiểu mẫu thôi. Chúng ta sẽ rất sớm đạt được cái chỉ tiêu là huyện nông thôn mới nâng cao. Và đặc biệt đến thời điểm này chúng ta nhìn lại 3 năm thực hiện nghị quyết 24 của Đảng bộ huyện thì chúng ta còn phấn khởi hơn nữa. Rất nhiều các chỉ tiêu đến giờ phút này các đồng chí đã đạt và vượt rồi. Thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin chúc mừng các đồng chí. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng phân tích làm rõ một số tồn tại hạn chế của huyện Văn Giang năm 2023, trong đó còn 7 thôn chưa nhất thể hóa được chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Số lượng các vụ việc vi phạm kỷ luật đảng được phát hiện và xử lý còn ít, tiến độ triển khai dự án đường vành đai 4, các dự án trọng điểm của tỉnh còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, quy hoạch phân khu huyện chậm được phê duyệt, diện mạo đô thị chưa phát triển đồng bộ, còn thiếu nhiều tiêu chí, tỷ lệ lao động qua đào tạo mới đạt 35%, cải cách hành chính đạt kết quả thấp, đứng thứ 9 trên 10 trong toàn tỉnh, an ninh trật tự xã hội phức tạp, nhất là tệ nạn ma túy trong các khu đại đô thị lớn đang triển khai. Xác định năm 2024 là năm bản lề chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Văn Giang cần tập trung quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác cán bộ, sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã, chuẩn bị trước một bước công tác nhân sự cho nhiệm kỳ sau. Về phát triển kinh tế xã hội, cần kiên định, kiên trì, quyết tâm cao độ, thực hiện định hướng chiến lược phát triển Văn Giang thành đô thị loại 2. Tất cả các ngả đường, các chiến lược, sách lược đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là thành phố loại 2. Chúng ta chỉ dựa trên 3 cái trụ cột chính thế này thôi. Một, có
cần công nghiệp không? Rất cần công nghiệp. Chúng ta chỉ còn một chút đất, một chút dư địa đất để phát triển công nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, các lĩnh vực như là chip, chất bán dẫn. Vì chúng ta là đô thị mà, cho nên chúng ta không thể đưa những cái gọi là công nghiệp mà nó phát thải rất lớn vào đây được. Cái thứ hai nữa là chúng ta không thể thiếu được, đấy là kinh tế đô thị và dịch vụ thương mại. Trụ cột này sẽ là quan trọng nhất trong kinh tế của Văn Giang, kể trong trung hạn và dài hạn. Và cái thứ ba đó là nông nghiệp sinh thái và ứng dụng công nghệ cao. Cho dù chúng ta sẽ trở thành đô thị, nhưng mà xin thưa các đồng chí, đừng mất đi nông nghiệp, đừng đô thị hóa hoàn toàn tất cả các vùng nông thôn. Nơi ấy là nơi giữ, nơi gìn giữ những giá trị văn hóa. Bên cạnh những các cái tòa nhà cao tầng thì đâu đó chúng ta vẫn còn cái nông nghiệp sinh thái, thì nó cân bằng cái cuộc sống hơn rất nhiều. Từ nay thì đi đẩy nhanh cái tốc độ về đô thị hóa và phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế xã hội. Văn Giang thì tôi đề nghị chúng ta phải đi đâu trong đổi mới tư duy, hành động, cách làm. Chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi đi trước và đi nhanh hơn các địa phương khác trong tỉnh. Nhưng mà nhất định chúng ta phải có cách làm khác đi, cách nghĩ khác đi, thì mới đi nhanh đi xa được. Đó là hình mẫu cho các địa phương khác trong tỉnh chúng ta học tập và noi theo được. Nhân dịp này, một số tập thể cá nhân được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Một tràng pháo tay chúc mừng cho các cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vừa ban hành văn bản yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, phương châm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là bốn hơn: làm tích cực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, và ba không là không đùn đẩy, không né tránh, không đổ lỗi khách quan, với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, khắc phục tình trạng trên nóng, dưới lạnh. Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo tích cực tham mưu đề xuất cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách, kết luận, chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, xử lý các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan nội chính nâng cao công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là các vụ án liên quan đến an ninh nông thôn, án kinh tế, chức vụ, tham nhũng tiêu cực, án đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, và diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, đôn đốc, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư công, đầu tư ngoài nhà nước, xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, quản lý tài chính mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực, kê khai tài sản, xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng vặt, rà soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định, chính sách, cơ chế quản lý, các định mức kinh tế, kỹ thuật để khắc phục các sơ hở bất cập, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân cung cấp thông tin phản ánh về phòng chống tham nhũng tiêu cực qua các kênh, nhất là qua đường dây nóng của Ban Chỉ đạo tỉnh. Năm 2023, ngành điện Hưng Yên đã nỗ lực làm tốt vai trò vận hành và cung cấp điện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm đạt khá, nằm trong top đầu về doanh thu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Sản lượng điện thương phẩm của Hưng Yên đạt trên 5,5 tỷ kWh với giá trung bình là 1.852 đồng một kWh, qua đó doanh thu đạt trên 10.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, như thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99%, cung cấp dịch vụ điện điện tử cấp độ 4 đạt 100%, tỷ lệ lắp công tơ điện tử đạt gần 88%, doanh thu dịch vụ điện đạt gần 60 tỷ đồng, tổn thất điện năng đạt 2,89%, thấp hơn kế hoạch đề ra 0,08%. Năm 2024, ngành điện Hưng Yên tiếp tục triển khai nhiều dự án theo quy hoạch điện 8 đã được chính phủ phê duyệt trong năm 2023. Dự kiến năm nay tiếp tục duy trì mức tăng sản lượng điện từ 2 đến 5%. Hiện nay, ngoài việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy truyền thống, người dân có thể thực hiện việc đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng bảo hiểm y tế điện tử, giúp đơn giản hóa giấy tờ, dễ dàng xác thực và tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, tránh được tình trạng mất,
hỏng thẻ như khi dùng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Bảo hiểm y tế điện tử là hình thức sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trực tuyến thông qua ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID, ứng dụng định danh điện tử VNEID hoặc thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Hôm nay anh Cầm ở xã Đoàn Đào chở mẹ lên trung tâm y tế huyện Tiên Lữ khám bệnh. Do sơ ý, mẹ anh để quên thẻ bảo hiểm y tế giấy ở nhà. Nhờ có ứng dụng định danh điện tử VNEID mức độ 2 đã cài đặt trên điện thoại, việc xác thực và tra cứu thông tin bảo hiểm y tế cũng như lịch sử khám chữa bệnh của bệnh nhân nhanh chóng được nhân viên y tế truy xuất để làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thẻ giấy thì rất hay bị quên và bị nhầm lẫn và có thể bị nhanh bị hỏng nữa. Rất may là có thẻ bảo hiểm điện tử này thì thành cho công dân thì rất là tiện lợi và an toàn, nhanh chóng. Lần tới thì em sẽ hướng dẫn để mẹ em tự sử dụng. Bệnh nhân không phải mang nhiều loại giấy tờ, họ chỉ cần mang mỗi căn cước công dân thì lên đây chúng tôi cũng vẫn làm theo đúng cái mức hưởng của bệnh nhân. Phía trung tâm thì đã trang bị các cái máy quét và khi mà quét bằng mã QR thì rất là thuận tiện trong quá trình đăng ký để cho bệnh nhân vào khám nhanh hơn. Tại tỉnh Hưng Yên hiện nay, 193 trên 193 cơ sở y tế có thể đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tra cứu thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip đạt 100%. Việc các đơn vị y tế thực hiện phối hợp hướng dẫn tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế trên căn cước công dân gắn chip trên ứng dụng VSSID hoặc VNEID giúp tiết kiệm tối đa thời gian thực hiện thủ tục khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Quét cái căn cước công dân hay là quét mã code trên điện thoại thì nó chỉ mất từ 3-5 giây thôi. Vô cùng tiện lợi và rất là nhanh mà giảm tải được cho cả bệnh nhân lẫn cả bệnh viện. Để từng bước chuyển đổi sang việc sử dụng bảo hiểm y tế điện tử, góp phần hướng tới nền hành chính hiện đại, chính phủ số, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên dừng việc in thẻ bảo hiểm y tế giấy những trường hợp cấp mới, cấp đổi, cấp lại với đối tượng là những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, người làm việc trong ngành công an, quân đội và các tổ chức cơ yếu. Đây đều là những người đã cài đặt ứng dụng VSSID, VNEID hoặc có thẻ căn cước công dân gắn chip. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có văn bản gửi các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phối hợp giải quyết không làm ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế. Giải phóng mặt bằng được xem là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên, bằng sự tận tâm trách nhiệm, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Thái Nội, xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, Nguyễn Văn Định đã linh hoạt vận dụng sáng tạo trong công tác dân vận để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhờ đó, các nút thắt đã được tháo gỡ, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Ngay sau khi xã có chủ trương mở rộng tuyến đường trục chính có chiều dài 1,2 km, rộng từ 3,5 m thành 7 m, trải áp phan có hệ thống thoát nước, ông Định cùng với ban lãnh đạo thôn đến từng hộ dân để giải thích tuyên truyền về chủ trương và lợi ích của việc mở rộng đường. Nhờ vậy, trên 40 hộ dân xây dựng lều lán, quán bán hàng đã tự tháo dỡ công trình bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Khi vận chuyển cây rau màu mở đường nó hẹp thì rất là khó đi. Nhưng khi được đồng chí bí thư kiêm trưởng thôn vận động nhân dân rất vui mừng phấn khởi giải tỏa và làm con đường to để phát triển nông thôn mới. Trước đó, việc giải phóng mặt bằng dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở do Ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư gặp không ít khó khăn do người dân chưa hiểu về chủ trương chính sách của dự án. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu tâm lý của người dân, ông Định đã tổ chức họp bàn tuyên truyền với các hộ dân có đất. Nhờ giải thích thấu tình, đạt lý mà cả 19 hộ dân đã vui vẻ bàn giao đất cho dự án. Hay như khi triển khai xây dựng nhà văn hóa thôn, bên cạnh nguồn hỗ trợ của cấp trên, ông Định vận động xã hội hóa nhân dân đóng góp một phần kinh phí và mua sắm cơ sở vật chất. Thì phải thực hiện những các cái chủ trương chung, làm sao bám sát vào cái nghị quyết của Đảng ủy Ủy ban nhân xã, thống nhất trong ban chỉ ủy, xây dựng nghị quyết sát đúng với thực tế để đưa thông qua chi bộ để thực hiện và vận động bà con nhân dân. Thái Nội có trên 350 hộ dân với 1.000 nhân khẩu, 100% hộ dân theo đạo Công giáo, trên 200 hộ dân đi làm ăn xa. Hiểu được tình hình địa phương,
ông Định đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, giải thích về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để bà con hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của từng dự án, từ đó vui vẻ đồng thuận. Trong công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân, giáo dân của giáo xứ, bí thư chùa đồng thời là trưởng thôn nơi nội, ngoài việc tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thổi đất thì đối với công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy quy định của địa phương đạt hiệu quả rất cao. Những kết quả đáng tự hào ấy, theo ông Định, có sự đoàn kết chung sức của cả tập thể lãnh đạo chi bộ, ban lãnh đạo thôn và nhất là sự chung sức đồng lòng đoàn kết của tất cả người dân. Nhờ đó Thái Nội đã trở thành địa phương có tốc độ phát triển kinh tế khá của xã, nhiều năm không để xảy ra mất an ninh trật tự, tai tệ nạn xã hội. Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Lực lượng công an đã điều tra xử lý 8 vụ vi phạm pháp luật, trong đó có 2 vụ cố ý gây thương tích, làm 4 người bị thương, 4 vụ tàng trữ hàng cấm, thu giữ hơn 24 kg pháo nổ, 4 vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy. Về trật tự an toàn giao thông, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người chết, làm 15 người bị thương. Thời gian tới, lực lượng công an tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân được thuận lợi, an toàn. Thưa quý vị, vừa qua trên địa bàn một số tỉnh thành phố trong cả nước đã xảy ra nhiều vụ việc học sinh bị ngộ độc thực phẩm liên quan đến đồ ăn thức uống không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán từ các hàng quán bán nước rong trước cổng trường. Tình trạng trên cũng đã diễn ra tại một số cổng trường học trên địa bàn tỉnh khiến phụ huynh bất an. Qua ghi nhận tại cổng trường trung học cơ sở Lạc Đạo, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tình trạng hàng rong trước cổng trường vẫn diễn ra phổ biến. Rất nhiều mặt hàng như kẹo, bánh bên ngoài bao bì ghi in chữ nước ngoài và khi được hỏi chủ hàng cũng không nắm rõ đây là chữ của nước nào và chỉ biết rằng cơ sở sản xuất ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Em không rõ nơi sản xuất. Tương tự tại cổng trường trung học cơ sở thị trấn Như Quỳnh cũng xuất hiện nhiều mặt hàng đồ ăn không rõ nguồn gốc được bày bán. Ôi trời, em nói thật này, cái này là ông nó mới chào hàng thôi, em không nắm được nhiều, chỉ lấy một hộp thôi. Tại cổng trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Châu, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, rất nhiều học sinh sau khi tan học đã đổ xô ra cổng để mua kem, kẹo, nước ngọt. Đồ ăn ở đây có màu sắc rất bắt mắt, nhưng nguồn gốc thì chưa được kiểm chứng. Theo người bán hàng cho biết thì đa số đồ ăn đều tự chế biến tại nhà. Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng đã cảnh báo các vụ ma túy trá hình trong thực phẩm nên việc nhắc nhở con em mình là trách nhiệm của mỗi gia đình. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại các hàng quán trước cổng trường là vấn đề cần được quan tâm. Để hạn chế tình trạng học sinh mua thực phẩm từ các quán hàng rong, một số trường học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp như đóng cổng trường, giờ ra chơi, vận động phụ huynh và học sinh không mua thức ăn bày bán trước cổng và xung quanh trường. Tuy nhiên, hoạt động này chỉ dừng lại ở mức độ tuyên truyền. Nhu cầu, thói quen của nhiều phụ huynh và học sinh khiến cho hàng rong vẫn có đất để tồn tại. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.